Ở phần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về routing đúng không? Routing router. Rồi thêm một cái hiển thị một cái view hay cái gì chúng ta cũng cần phải thêm một cái router. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục với cái phần hiển thị một view. Thì trước tiên chúng ta hãy điền vào cái phần suộc này của chúng ta là hiển thị lấy ra chúng ta được kết xuất từ các mẫu HTML ở trong form để thêm với một cái tag mới cũng như một danh sách tất cả các tag hiện tại. Trong Laravel tất cả các cái template được lưu trữ trong thư mục resource view và chúng ta có thể sử dụng view để hỗ trợ trả về một các một trong các cái template từ router đúng không ạ? Thì chúng ta vào cái phần router chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái router như này để cho hiển thị cái view tất cả các cái tag của chúng ta đúng không? Hiển thị danh sách view. Đây, đây là cái router đây, router đây mình sẽ bổ sung cái router hiển thị tất cả đây. Thì các bạn là return. Mình bổ sung return là view. Dash. Add đúng không? Bổ sung thêm cái view này vào. Đó. Mình bổ sung cái view này thì tất cả các cái view được chứa ở trong cái router này. Router view đây. Đó. Thì tất cả các view được lưu trữ ở đây thì tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo layout và các cái view con xác định layout và view con.